Đăng lễ cố ca sĩ Phi Nhung chính thức diễn ra tại Chùa Hệ Quang, bang California của Mỹ vào trưa 12 tháng 10 theo giờ địa phương, tức 1 giờ ngày 13 tháng 10 giờ Việt Nam. Đông đảo đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã đến dự tang lễ của ca sĩ Phi Nhung. Ca sĩ Tracy Phương Trinh chia sẻ trong lễ tang, Phi Nhung là con nuôi của mẹ cô. Có lần Phi Nhung hỏi tại sao đi đâu Tracy Phương Trinh cũng giới thiệu với mọi người Phi Nhung là em nuôi mà không nói là em ruột. Gigi cho biết, lúc đó cô chỉ mới 23 tuổi, còn non nớt nên đã nói với Phi Nhung rằng mình không thể làm như vậy vì sợ người khác nghĩ sai về mẹ mình, nghĩ mẹ mình có đến hai ba đời con. Gigi nghẹn ngào cho biết đó chính là điều khiến cô cảm thấy tan nát hối hận vì không thể thực hiện cho Phi Nhung. Ngay trong tang lễ, Gigi Phương Trinh xin phép giới thiệu lại với mọi người, Phi Nhung là em ruột của cô. Vợ cũ Bằng Kiều cũng khẳng định, từ đây cô sẽ yêu thương và bảo bọc Wendy Phạm, con gái ruột của Phi Nhung. Cô mong Phi Nhung sẽ không còn đau buồn khi ở bên kia thế giới. JC Phương Trinh cũng hứa sẽ xoa dịu những gì mà Phi Nhung còn oan ức. Được biết, JC Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết 31 năm, cũng chính vợ cũ Bằng Kiều là người đã dẫn dắt Phi Nhung vào con đường nghệ thuật. Khoảnh khắc ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ về Phi Nhung trong tang lễ cũng khiến mọi người có mặt phải bật khóc. Sự ra đi của Phi Nhung chính là sự tiếc nuối của đông đảo gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ, đến bây giờ anh cũng không ngờ mình đứng đây để tưởng niệm một người có ý nghĩa rất lớn lao trong cuộc đời. Phi Nhung là người ca sĩ rất chuẩn mực, dành cả đời cho công chúng, sống vì mọi người, hy sinh hạnh phúc vì mọi người.